thưa quý vị cũng theo các chuyên gia qua phân tích hơn 200 ca lây nhiễm covid-19 tại việt nam nữ giới chiếm tỷ lệ là 64,3%, trong khi đó nam giới là 35,4% và chủ yếu là ở độ tuổi 20 cho đến 59 tuổi đặc biệt Đa số các ca lây nhiễm do tiếp xúc rất gần và không đeo khẩu trang khi nói chuyện. Điều này đã cho thấy ý thức phòng bệnh COVID-19 của người dân cần phải được nâng cao hơn nữa, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp tại đất nước ta cũng như trên toàn thế giới. Các chuyên gia cũng cho biết, con đường lây truyền từ người sang người của COVID-19 là thông qua các giọt bắn hô hấp khi tiếp xúc gần. Bất kỳ ai tiếp xúc gần trong vòng khoảng 1m với người có triệu chứng hô hấp, ví dụ là hắt hơi hay ho đều có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Do đó, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả COVID-19. Bên cạnh đó để phòng bệnh, người dân cần kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác như là vệ sinh tay và đường hô hấp, tránh tiếp xúc gần, giữ khoảng cách ít nhất là 1,5m giữa bạn và những người khác. Tuy nhiên thì người dân không nhất thiết phải đeo những khẩu trang y tế. Với người khỏe mạnh, không có các triệu chứng về đường hô hấp thì chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Khẩu trang vải có thể giặt sạch, phơi khô và tái sử dụng.